Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 12. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Và hôm nay đã cũng như là gần đây các bạn thấy được là ngày nào cũng có rất nhiều những thông tin luôn. Gần đây đã hầu như ngày nào thường cũng dành ít nhất 40 phút cho đến một tiếng đồng hồ để mà chia sẻ thông tin với các bạn. Mà cũng không đủ thời gian để mà chia sẻ tất cả. Nhưng mà trong video này, tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nhất có thể. Tại vì ngày mai đã thường bận một số công việc, có thể là không có video. Và chúng ta lại có rất nhiều những cái thông tin quan trọng thường cần phải chia sẻ hôm nay có một điều thuận muốn chia sẻ với các bạn có thể là ở cái phần thứ nhì của video này thuận sẽ nói tới một trong những điều mà làm cho thuận có cái sự suy nghĩ mấy ngày hôm nay làm cho thuận có cái sự không thoải mái nhức đầu một chút liên quan tới một cái vấn đề và vấn đề này đó là liên quan tới altcoin các bạn tương lai của altcoin sẽ như thế nào sau cái sự kiện gần đây liên quan tới ftx và những cái vấn đề pháp lý sắp sửa diễn ra thường không quan tâm nhiều đến bitcoin tôi nghĩ là bitcoin là một trong những thứ mà hầu như ai cũng chấp nhận đó không phải là một chứng khoán bitcoin là một loại tài sản và sẽ được quản lý như là tài sản nhưng mà tất cả những altcoin khác thì có khả năng được xem là chứng khoán và có rất nhiều những câu hỏi từ các bạn đó là nếu như một cái đồng nào đó bị xem chứng khoán thì sẽ như thế nào để thường chia sẻ với các bạn một số những cái suy nghĩ của Thuận hiện tại bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ ràng đâu nhưng mà bản thân Thuận là một nhà đầu tư cũng như là nhiều bạn các bạn có đã biết là thuần lưu trữ hiện bây giờ là một phần ba tài sản của Thuận nằm trong thị trường crypto đúng là phần lớn là BTC khoảng chừng là 58 60 phần trăm chia sẻ với các bạn hàng tuần nhưng mà cái phần còn lại đó khoảng chừng là 40 là nằm ở trong altcoin hiện tại cho nên thuận muốn chia sẻ với các bạn cách nhìn của thuận từ góc nhìn của một người mà cũng đang lưu trữ ocoin về tương lai của ocoin như thế nào liên quan đến pháp lý nhưng mà trước hết chúng ta hãy dành thời gian để mà nhìn tổng quát tất cả thị trường đi các bạn thấy được là cuối cùng ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên sau 5 ngày tơi tả mà chỉ số S&P 500 đã đóng lại có một chút xíu màu xanh các bạn nhìn thấy được là cả ba chỉ số hôm nay đã có cái sự tăng trưởng Dow Jones thì tăng cho lại 0.55 S&P 500 thì 0.75 và Nasdaq thì tăng 1.13% các bạn và chúng ta nhìn vào hộp đồng dầu đó thì bây giờ vẫn đang ở mức thấp tiếp tục xuống thêm nữa ở mức là 71 đô 66 cent cho một thùng dầu. Đương nhiên đây là điều mà chúng ta muốn thấy. Nếu như các bạn muốn thấy cái chỉ số phần trăm lạm phát giảm xuống tại vì dầu rất là quan trọng cho cái chỉ số đó. Còn vì vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là hôm nay tăng nhẹ hơn một chút nữa và chúng ta đã nhìn thấy được vàng hợp đồng bây giờ là mức 1.800 đô. Chúng ta cuối cùng đã thấy vàng trở lại mức 1.800 đô rồi. Còn về crypto thì sao? crypto đó thì các bạn thấy được là so với giá ngày hôm qua thì có cái sự tăng trưởng cho lại một chút nhưng mà bây giờ đó thì cũng tương đương như là những gì chúng ta đã thấy trong vòng hơn một tuần qua vẫn mức là khoảng 17 000 đô và chúng ta cũng đã nói trong video ngày hôm qua là hợp đồng đáo hạn option cái điểm max pen đó cái điểm mà cái hiểu đơn giản những nhà đầu tư lỗ nhiều nhất đó chính là cái điểm max pen và bây giờ max pen đó là 17 000 đô và các bạn cũng đã biết là hợp đồng sẽ đáo hạn vào thứ sáu tuần này bây giờ giá vẫn ở mức là 17 000 đô còn về nhìn chung tổng quát thì crypto đó các bạn sẽ thấy được là hôm nay thị trường tăng 1.9%, bây giờ chúng ta mức là gần như 900 tỷ. So với giá ngày hôm qua đó thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin tăng một chút, tăng 2.1%, Ethereum thì tăng 3.6 và những đồng lớn khác nó cũng tăng phần trăm tương tự như vậy mà thôi. Một điều mà các bạn có thể thấy là gần đây đó ít nhất là trong vòng một tuần đổ lại thì cái sự tương quan giữa thị trường crypto với lại chứng khoán Hoa Kỳ đã đã giảm đi rất là nhiều các bạn sẽ thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đó 5 ngày qua nhất chúng ta nhìn vào cái chỉ số như là S&P 500 đó thì xuống liên tục nhưng mà crypto đó thì trong vòng 5 ngày qua thì vẫn giữ cái mức là khoảng 17.000 đô. Gần đây thì hầu như ngày nào đó cái thông tin liên quan tới FTX cũng lên trang đầu của CNBC hết các bạn thấy được là hôm nay cũng không ngoại lệ. Chúng ta có cái thông tin liên quan đến cuộc phỏng vấn ở trên đài CNBC với lại Shark Tank Kevin Larry. Hay nhiều bạn cũng biết với cái tên là Shark Mr. Wonderful ở trên chương trình Shark Tank. Thì đầu tiên thì các bạn thấy được là lý do tại sao mà các bạn đã thấy cái thông tin FTX cứ ở trên trang đầu của CBC hoài Điều đó chứng tỏ là rất nhiều người cho dù họ có tham gia crypto hay là không nó họ rất là hứng thú với cái sự kiện ftx này và thứ nhì là liên quan đến cuộc phỏng vấn liên quan tới uh, camel o'leary và ftx tv đây á, là một người mà các bạn đã biết là không những là đầu tư trực tiếp vào công ty ftx có nghĩa là có cổ phần của công ty mà cũng là một trong những người đã đứng ra làm thiên sứ thương hiệu cho ftx các bạn không giống như là những người kia đây là một trong những người mà đại diện cho sàn cũng như là camel o'leary là người đã đứng ra để mà bảo vệ sàn mà mình free gần đây Lúc nào cũng nói là Sam vô tội cho nên nhiều người bắt bẻ Kevin Larry và đương nhiên đài CBC cũng như vậy họ không dễ dàng để cho Kevin nói gì thì nói thì hôm nay đó họ đã hỏi rất là kỹ thứ nhất là Kevin Larry lúc nào cũng nói mình cũng là một nạn nhân thì ông ta đã lỗ bao nhiêu trong cái sự kiện này thì các bạn có biết là Kevin Larry lỗ bao nhiêu hay là không để thằng chia sẻ với các bạn các bạn sẽ thấy được trong cái bài phỏng vấn này thì Kevin Larry nói là tổng cộng có khoảng chừng là 9,7 triệu đô la crypto ở trong sàn FTX và coi như bây giờ là cũng như là mọi người không rút ra được Thêm vào đó đó thì uh, Larry đã đầu tư 1 triệu đô la Và để làm mà lấy cổ phần của FTX thì nói chung tổng cộng được khoảng 10,7 triệu đô la đã lỗ Thì cái câu hỏi kế tiếp là nói là lỗ như vậy nhưng mà Kevin đã nhận được bao nhiêu tiền để làm đại sứ thương hiệu cho FTX Thì cuối cùng Kevin Larry đã nói là ông ta nhận được 15 triệu đô la các bạn 15 triệu đô la nhưng mà Bây giờ câu hỏi kế tiếp đương nhiên là ông ta nhận được 15 triệu, ông ta nói là lỗ là khoảng chừng 10.7 triệu thì số lượng tiền còn lại ở đâu khoảng chừng là bốn triệu mấy đó ở đâu thì Kevin nói là bốn triệu mấy đó một là trả tiền cho nhân viên à, và trả thuế thì các bạn có tin hay không thì đó là quyền của mỗi người Nói chung bây giờ người ta nói là Kevin cứ nói mình là một nạn nhân à, có tiền trong FTX nhưng mà bây giờ vẫn có 4 mấy triệu à, vẫn không rõ ràng là ở đâu đương nhiên ở Mỹ đã phải đóng thuế rồi các bạn nhưng mà có đóng tới số đó hay không thì chỉ có Kevin mới biết mà thôi và một điều nữa đã được hỏi bởi uh, Andrew Sorkin là với kinh nghiệm của Kevin Larry tại sao lại thẩm định công ty FTX sai như vậy Trong khi mà Kevin Larry có thể tiếp cận với nhiều thông tin mà những nhà đầu tư thông thường không có Thì tại sao lại phạm sai lầm này Thì Kevin Larry nói đó là ngoại trừ cái bạn nghĩ là những cái nhà đầu tư thông thường đó Thì họ có cái tâm lý là đầu tư chung giống như là mọi người mua thì ai cũng muốn ào nhà để mà mua Mọi người bán thì ai cũng sợ để mà bán đây gọi là drifting, có nghĩa là người ta làm những gì mà thấy người khác làm và nghĩ những người khác làm được thì mình cũng làm được và đó là điều tốt để mà noi theo làm thì các bạn thấy được là những cái công ty lớn cũng như vậy mà thôi thì Kevin nói là tại vì có nhiều những cái công ty đầu tư lớn đã đầu tư vào FTX rồi cho nên vì lý do đó đó thì những công ty đầu tư họ lại copy lẫn nhau giống như là họ dựa vào nhau gì đó một công ty đã thẩm định rồi giống như là Kevin nói là những công ty lớn như là Sequoia đã đầu tư vào FTX rồi thì ông ta cũng cảm thấy là an tâm tại vì Sequoia là cái công ty lớn đã đầu tư thì ông ta cũng đầu tư và tại vì ông ta đầu tư thì những người khác cũng đầu tư theo luôn tại vì Cam mà là vì đang đầu tư mà mọi người đó thật ra cũng không có ai thẩm định công ty hết á tại vì mọi người đều dựa dẫm vào nhau, nghĩ là công ty kia đã thẩm định rồi mình cần gì phải thẩm định nữa. Công ty kia thẩm định rồi họ đầu tư thì đương nhiên mình cứ đầu tư theo rồi. Đó là quá đơn giản luôn. Cho nên cuối cùng thì uh, mọi người đều không biết là ai cuối cùng thẩm định hết. Tóm lại là mọi người đều đầu tư tại vì thấy người khác đầu tư cho nên họ cũng đầu tư. Bây giờ bây giờ nó hậu quả như thế này đây là cái sự chia sẻ bởi Kevin Larry cảm thấy rất là thú vị cho nên thầm muốn chia sẻ với các bạn không phải chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ có cái sự FOMO đâu những công ty lớn họ cũng FOMO như vậy mà thôi và họ cũng dựa vào nhau để có cái routine họ cứ copy lẫn nhau chứ không có ai tự thẩm định công ty hết Ngày hôm qua đó có chia sẻ một cái thông tin với các bạn liên quan tới việc là có cái buổi điều trần ngày 13 tháng 12 này nghĩa là tuần sau và các bạn đã nhớ là cái chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ đó chính là Maxim Waters đã trên Twitter đó kêu gọi Sam free về Mỹ để mà tham dự cái buổi điều trần này và các bạn đã nhớ đó là sau đó thì ngày 4 tháng 12 đó thì Sam Free trên Twitter đã từ chối nói là bây giờ vẫn chưa có đủ những gì cần thiết để mà về Hoa Kỳ để mà tham dự cái buổi điều trần khi nào mà có đầy đủ thông tin thì sẽ về Mỹ để mà tham dự buổi điều trần thì các bạn đã thấy được là sau đó đó có một cái thông tin được chia sẻ bởi CNBC là chủ tịch Maxim Waters không có ý định ra cái lệnh triệu tập Sam free về Mỹ để mà tham dự cái buổi điều trần này. Cái điều khác biệt đó là các bạn thấy được là mời về là một chuyện khác, còn có lệnh triệu tập giống như các hồ tòi vậy đó là các bạn phải về nếu như không là sẽ bị phạm luật. Và sau khi có cái thông tin là chủ tịch Waters không có ý định kêu Sam về à, đã gây ra nhiều cái sự phẫn nộ. Các bạn đã biết là trước đây đó thì Sam free cũng đã từng gặp chủ tịch Maxim Powers và cũng đã từng chụp hình chung. Cho nên nhiều người có sự liên kết là có thể là chủ tịch Maxim Maxime Powers muốn bảo vệ Simon and Free nhưng mà các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ ngày hôm qua đó là bây giờ thì sau khi mà chúng ta có cái cuộc bầu của nhiệm kỳ thì chúng ta thấy được là ngày 3 tháng 1 của năm tới đó thì uh, chủ tịch maxim powers sẽ rời chức và không còn là chủ tịch của ủy ban dịch vụ ta chính hạ viện nữa và chúng sẽ có một người mới đến từ đảng cộng hòa thì uh, có phải là chủ tịch maxim powers cố tình để mà hỗ trợ cho sam hay không thì cũng không còn bao nhiêu lâu nữa đâu các bạn tại vì thời gian từ đây tới ngày 3 tháng 1 còn một tháng nữa mà thôi nhưng mà đối đầu với lại những cái sự chỉ trích đó đó cũng giống như chúng ta thấy là bây giờ nhiều người cũng không thể nào bỏ qua được là cái sự quan hệ giữa chủ tịch sec Gary Chancellor và Sam Bankman Free nhiều người cũng kêu gọi là chủ tịch SEC đã thực sự đã thất chức và có quan hệ mờ ám với lại sang FTX. Cho dù là chủ tịch SEC bây giờ nói là không có quan hệ gì nhưng mà người ta cũng không có tin và bây giờ điều đó vẫn đang được điều tra. Còn về chủ tịch Maxim Waters đối đầu với lại nhiều sự chỉ trích ngày hôm qua thì các bạn thấy là trên Twitter thì Maxine Waters đã đưa ra cái thông báo là cái tài liệu được chia sẻ bởi CBC đó, đó là tin giả mà thôi không phải là bà ta không muốn triệu tập Sam Bankman Free về Hoa Kỳ mà cái vấn đề triệu tập bây giờ đó là cái vấn đề vẫn đang được bàn luận và hoàn toàn có khả năng là sẽ triệu tập Sam về để mà dự buổi điều trần ngày 13 tháng 12 các bạn đã thấy được là cái dòng điều đã thay đổi rồi bây giờ không còn mời nữa và đối đầu với những cái sự chỉ trích thì bây giờ Maxine Waters nói là hoàn toàn có thể là họ sẽ đưa ra cái lệnh triệu tập đây là cái thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn Có nghĩa là chúng ta hãy chờ đợi đi Ngày 13 tháng 12 đó còn một tuần nữa thôi Để xem coi là Hạ viện Hoa Kỳ có đưa ra quyết định kêu gọi Sam về hay là không Và Sam có về hay không Bây giờ tôi muốn chia sẻ một cái thuyết đến từ Do Kwon ngày hôm nay Tại vì chúng ta thấy được là Do Kwon bây giờ thì nói là Cái lý do tại sao mà USD sập có thể là tại vì Alameda và FTX đẩy cho cái sự cố đó xảy ra Chứ không có phải là USD tự đi pack và tự sập thì uh, bây giờ tôi muốn chia sẻ cái thuyết này với các bạn Tại vì gần đây các bạn thấy là mọi người đó đều đang chú tâm tới Sam mình Free Đây là cái vấn đề lớn nhất hiện bây giờ Và mọi cái sự quan tâm đều chuyển hết về FTX và Alameda Thì gần đây các bạn thấy là Do Kwon uh, Có nghĩa là cái người lãnh đạo Luna trước đây Và chúng ta thấy là Husu có nghĩa là người lãnh đạo của 3 trước đây Thì đã trở lại Twitter giống như là không có chuyện gì xảy ra sau một thời gian dài im lặng Và hôm nay đó thì Do Kwon chia sẻ một cái thuyết cái thuyết này đó đây là một cái bài viết đến từ New York Times nói là bây giờ đó Sam Bankman Free đang bị điều tra bởi rất là nhiều những cái đơn vị khác nhau nhưng mà một trong những cái sự điều tra đó là liên quan tới việc làm giá thị trường thì Do Kwon đã retweet lại cái bài này của New York Times và nói bên dưới này là bây giờ đó Do Kwon hỏi Genesis Trading cái công ty mà bây giờ đang đi kiếm một tỷ đô la để mà lắp lại cái lỗ hỏng đó thì Do Kwon muốn hỏi là Genesis Trading có thể cho biết là có phải một tỷ đô la mà cho Alameda mượn Có phải là cái tiền đó là cho mượn bằng đồng USD hay là không Có nghĩa là DoCon muốn đưa ra một giả thuyết là tại vì Genesis Trading cho Alameda và FTX mượn 1 tỷ đô la USD Họ dùng số tiền đó để mà đẩy giá USD xuống để mà đi pay. Rồi thêm vào đó đó Dogecoin nói là những công ty khác như là Voyager Thì cũng đã từng cho Alameda vay mượn rất là nhiều số tiền Có thể lên tới là cả trăm triệu đô la BTC cái số lượng mà cho mượn này đó thì gần giống như là cái thời gian trước khi mà có cái sự sụp đổ của Luna UST thì có phải Sam Bankman Free và Alameda đi vay mượn để có thể là có cái nguồn tài nguyên dùng để mà tấn công Luna UST hay là không thì bên dưới này đó nhiều người nói là cho là cái giả thuyết này đó có điều không đúng đây là tại vì bản thân của ftx và alameda cũng có cái số tiền nằm ở trong tueros capital mà tueros capital cũng có một số tiền nằm ở trong Luna usd nếu như mà họ thật sự là vay mượn cái số lượng tiền lớn này chủ yếu là để đánh sập usd thì chẳng khác gì là họ tự đạp chân của họ tại vì họ cũng có đầu tư vào tueros capital nhưng mà Do Kwon đã nói là cái số tiền đó nó cũng không phải là nhiều lắm đâu, Tezoscap đều chỉ đầu tư một phần vào UST mà thôi. Thì đây là một cái giả thuyết mà thôi các bạn. Do không có đưa ra một cái dẫn chứng nào hết á. Đây chủ yếu là một câu hỏi để mà hỏi Genesis Trading và hỏi những công ty như là Voyager để coi coi là họ có thật sự là cho vay mượn số tiền này và có phải là Genesis Trading cho mượn một tỷ đô la UST hay là không? Bây giờ Do cũng không biết luôn các bạn, đây chỉ là một cái giả thuyết. Tôi cảm thấy như Do con uh, luôn muốn đưa ra giả thuyết này, giả thuyết kia uh, để có thể làm cho mọi người bớt quan tâm đến mình hơn. Và các bạn thấy được là Husu gần đây cũng như vậy, lên trên những cái mạng xã hội và cứ nói là bây giờ tất cả trách nhiệm là tại vì Alameda FTX đánh sập UST có những cái chiến lược không lành mạnh cho nên mới dẫn đến cái sự kiện là Tuyero bị phá sản mới dẫn đến là Luna ra nồng nổi này có nghĩa là họ đổ hết trách nhiệm qua Sam Bankman Free nhưng mà tôi nghĩ là những người ở trên Twitter thì đều hiểu rõ là đương nhiên không thể đổ hết trách nhiệm gì được Và đương nhiên Do có rất là nhiều những cái động thái liên quan tới Luna UFC Các bạn đã biết là sau khi có cái sự kiện đi Thì sau đó, đó Do Kwon nói là không vấn đề gì, không vấn đề gì cho nên khi đã quá trễ Và mọi người đã lộ rất là nhiều Thêm vào đó nữa đó thì Do cũng là người mà tự ra quyết định là Harford ra Bây giờ chúng ta có Luna classic và luna hiện tại và theo tôi hiểu đó là có một số nơi bây giờ đã không còn hỗ trợ luna classic nữa thì không thể nào đổ lỗi hết cho sam free được cho dù là có phải sự thật là có ai đó cố tình để mà đánh sập UST hay là không thì các bạn thấy được là cái cách mà UST hoạt động nó cũng thật sự là có lỗ hỏng và người ta vẫn nói chỉ sớm hay muộn mà thôi chứ không hề đổ lỗi hết cho một người nào đó được không hề đổ lỗi hết cho cái sự kiện của FTX được nhưng mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là cái suy nghĩ của một số người bây giờ về cái giả thuyết được đưa ra bởi Do Khoan có thể là có thật hay không thì đương nhiên một số người nói là không hề nào bác bỏ hết tất cả được tại vì các bạn cũng đã biết là trước khi mà có FTX thì Samuel Free đã là một người mà trading trên những sàn khác và có thể kiếm được tiền bằng cách mua ở một bên giá này và bán ở bên với cái giá kia khi mà có sự chênh lệch giữa một đồng nào đó trên những sàn thì đó là cách mà Samuel Free kiếm tiền trước đây rồi các bạn có biết là cách đây khoảng chừng là hai ba năm gì đó trước khi mà có FTX thì các bạn đã biết là có một lần các bạn hãy nhớ là sàn Binance thì CZ nói là có một ai đó nó cố tình dở trò trên sàn Binance nhưng mà cuối cùng sàn Binance cũng đã biết được và cũng đã lock lại cái account đó và có khả năng rất cao đó chính là account của Sam Bankman Free và sau đó đó thì chúng ta thấy là sàn FTX đã được thành lập thì câu hỏi bây giờ là có khả năng là chính Sam Bankman Free là người tấn công UST hay không thì khả năng đó đó đương nhiên là có rồi người ta nói là có thể như vậy còn về việc là Sam Free có biết là UST có lỗ hỏng dẫn đến là khi mà bán nhiều UST như vậy đó khi mà có hiện tượng ban run xảy ra thì mọi người đều đồng loạt bán dẫn đến là cái giao thức không thể nào mà có thể đứng vững được dẫn đến sự sụp đổ của Luna UST hay không thì có thể là họ không có biết có thể là vì lý do FTX đang có một cái lỗ hỏng tài chính như các bạn đã biết bây giờ rồi thì có thể là Sam Bankman Free cùng với Anamida đã đưa ra một cái chiến lược là đi vay mượn Bitcoin và UST dùng đó để mà tấn công cái hệ thống của Luna UST để có thể kiếm lợi nhuận bằng cách là short và kiếm được tiền nhưng mà đâu có ai ngờ là cái hệ thống đó thực sự sụp đổ có thể là đó là điều mà ngay cả Sam and Free cũng không có nghĩ đến. Thì nói chung những gì mình thường vừa chia sẻ với các bạn này chỉ là một giả thuyết được đưa ra bởi Dogecoin mà thôi và đương nhiên Husu cũng nói có thể là sự thật tại vì đương nhiên Husu và Dogecoin bây giờ đã không muốn người ta chú tâm lên mình nữa và muốn chú tâm vào Sam and Free. Nhưng mà nếu như đây thật sự là cái mấu chốt của tất cả vấn đề đó thì các bạn sẽ thấy được là mọi thứ đều sẽ sâu chuỗi với nhau tại sao chúng ta lại có những cái sự kiện xảy ra lần lượt từ tháng 6 tới bây giờ khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao về giả thuyết này của Dogecoin các bạn hãy comment ở bên dưới chúng ta không có một cái cập nhật đến từ Celsius các bạn thì cập nhật này đó là bây giờ ở cái tòa án mà khai bảo vệ phá sản đó họ đã ra quyết định là công ty Celsius uh, sẽ trả lại 50 triệu đô la cho những khách hàng của mình thì trước khi mà các bạn đang vui nghĩ là chúng ta sẽ nhận được tiền thì chưa hẳn đâu. Các bạn nên đọc kỹ hơn thì cái số lượng 50 triệu này đó thì tòa án nói là phải trả lại. Đây là một phần nhỏ mà thôi tại vì các bạn nên biết là tổng cộng đó thì sau sự thiếu những cái người dùng lên tới là 4,7 tỷ đô la. Cho nên cái con số 50 triệu này là con số cực kỳ nhỏ trong tổng cái số tiền mà họ thiếu mà thôi Nhưng mà dựa theo cái tài liệu đó thì các bạn thấy được là thống kê ở cái đầu thời điểm mà khai bao bị phá sản Thì Celsius tổng cộng là nợ tất cả luôn, không phải là người dùng mà tất cả tính chung Họ nợ là 5,5 tỷ và họ còn khoảng chừng là 4,3 tỷ đô la tài sản Thì tương đối là họ còn khoảng chừng là 79% tài sản Nhưng mà sau khi mà khai bởi vì phá sản rồi họ phải tiếp tục trả nhân viên tiếp tục trả luật sư pháp lý vân vân thôi không biết là còn lại bao nhiêu hy vọng là còn phân nửa có nghĩa là những nạn nhân có thể nhận lại được phân nửa thôi nghĩ đó là con số mà có thể xảy ra nhưng mà hiện bây giờ đó 50 triệu này thì ai được nhận thì cái chúng ta phải đọc kỹ đây đó là chỉ trả cho những khách hàng mà nằm ở trong chương mục custody account mà thôi thì các bạn hỏi cái thuận là cái chương mục custody này là chương mục gì đây là một cái chương mục mà các bạn gửi tiền vào nhưng mà không có chuyển qua sản phẩm ơn Các bạn nên biết là ở Celsius các bạn có thể gửi tiền vào rồi sau đó các bạn mới chuyển tiền để mà đi qua một cái chương mục mà có lãi Những cái số tiền mà nằm ở trong cái uh, chương mục mà không có lãi đó thì cái số tiền đó bây giờ dựa theo tòa là cái số tiền thuộc về những cái khách hàng gửi cho nên phải trả số tiền đó trước, cái phần còn lại tính sau. Có nghĩa là nếu như mà các bạn có tiền trong Celsius mà tiền các bạn nằm ở trong cái chương mục mà có lãi thì sẽ không nhận được bất cứ số tiền nào hiện bây giờ cho đến khi cái phần tài sản còn lại xử lý. Chỉ những bạn nào mà để tiền trên Celsius mà không có gửi qua cái chương mục có lãi mà thôi thì tôi nghĩ là cái số đó không có nhiều đâu các bạn tại vì đâu có mấy người mà gửi tiền lên sờ mà không lấy lãi đâu chỉ để yên ở đó thì không biết mấy người đâu cho nên đây là cái tài liệu mà liên quan đến sau sự mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Cardano Thì dựa theo John Hoskinson Thì Cardano đó sẽ có một cái hợp đồng tương lai mà nó chuyên về bảo mật Thì lý do tại sao mà Cardano lại muốn có một cái hợp đồng tương lai ẩn danh Thì John Hoskinson chia sẻ đây là một trong những cái hệ thống mà sau này sẽ kết nối với nhiều công ty Thì đương nhiên đối với lại cái mạng lưới blockchain Tất cả những giao dịch đều có thể thấy được trên blockchain thì đây là cái tính trong sạch của blockchain ai cũng có thể theo dõi được nhưng mà nếu các bạn sử dụng blockchain để kinh doanh thì đương nhiên trong kinh doanh nó có một số điều các bạn không muốn công khai, các bạn không muốn người ta theo dõi cái chương một công ty các bạn không có muốn đối thủ các bạn biết các bạn à, sử dụng những cái hợp đồng tương lai để làm gì. Đó là những cái tư ẩn của công ty. Thì à, cái chế độ mà có thể ẩn tài liệu smart contract này, đây là một chế độ mà sẽ có thể giúp đỡ được cho nhiều công ty chấp nhận blockchain hơn. Đây là dựa theo cái lời nói của John Sanderson mà thôi. Và các bạn thấy được là gần đây Cardano thì vẫn tiếp tục phát triển, mặc dù là giá cả không có lạc quan lắm, nhưng mà... Cardano thì vẫn đang chuẩn bị ra mắt hai cái stable coin các bạn, hai cái đồng ổn định. Thì như bạn hỏi thường là tại sao chúng cần có một đồng ổn định ở trên mạng lưới của Cardano, Cardano nó có phải đã quên đi cái bài học liên quan tới uh, Luna, UST hay là những cái bài học mà DeFi gần đây hay là không? Thì một câu trả lời mà tôi có thể chia sẻ với các bạn đó là Cardano nếu như mà thật sự muốn phát triển cái hệ thống DeFi như là George Hutchinson đã nói là Cardano nó muốn có một hệ sinh thái DeFi vững mạnh thì nếu như vậy Cardano cần phải có một cái đồng ổn định các bạn ít nhất là một đồng ổn định hoạt động được trên mạng lưới thì đó mới là cái nền tảng để có thể phát huy. DeFi Cho nên đồng ổn định là điều cần thiết cho mà lưỡi của Cardano Hy vọng Là đây không phải là một đồng ổn định vừa theo giao thức các bạn Hy vọng đây là một đồng ổn định Mà có tài sản thực sự giống như là có đồng USDT Hay là có USDC hỗ trợ Let's go Yo yeah. I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got